Đây là chùa Eta Súa cả nhà ơi. Hôm nay Trường Dương đi lạc nha cả nhà. Trường Dương đi bến tôm xong rồi Trường Dương né con đường Bố Thảo. Trường Dương đi lạc qua hướng này nha cả nhà. Nên Trường Dương chạy ngang chùa Bến Tôm để sẵn ghi hình cho cả nhà xem luôn á. Lần đầu tiên Trường Dương đến chùa. Wow, hình vô đẹp quá. Mà cái đường đi vô á, cái đường đi vô cũng đẹp đó cả nhà. Cái đường đi vô cũng rất là đẹp luôn đó cả nhà. Ở đây có một con chó nè. Trường Dương thấy cái chân nó làm sao, làm như là hai chân vậy cả nhà ơi. Đó. Cái chân nó làm sao, nó bị tét ra như là hai móng á cả nhà. Nó đi kìa. Hai cái chân luôn. Ở đây cái hình nó vô màu đen hết cả nhà ha. Hình như là chùa này mới khánh thành mấy tháng trước cả nhà. Mới khánh thành chánh điện á. Trường Dương không có vô ghi hình cho cả nhà xem, không biết đường vô á nha. Hôm nay thì đi lạc nha. Hôm nay Trường Dương đi lạc vô chùa đây Tà Xúa để ghi hình cho cả nhà xem luôn. Chánh điện rất là đẹp. Chánh điện chùa rất là đẹp cả nhà. Vô tình hôm nay biết được chùa đây Tà Xúa luôn cả nhà. Hồi đó giờ không biết luôn, không biết đường vô cả nhà. Rồi bây giờ ghi hình xong đây là Trường Dương sẽ đi kiếm đường đi ra nữa cả nhà. Trường Dương chưa biết đường đi ra nữa. Ở đây có phía sau này có hình Phật ha cả nhà ha. Và khuôn viên chùa cũng rộng ha. Trường Dương đi lên chánh điện. Chánh điện bữa nay mở cửa 11 giờ mấy mở cửa cả nhà. Chùa rất là đẹp ha. Không biết ở đây làm lễ gì, đang có mấy cái đầu trần cúng cái gì không biết. Hello tụi con. Hello con. Chuẩn bị đi học á hả? Rồi mấy sư đang làm gì á? Vậy hả? Tối nay hả con? Mấy đứa nhỏ thấy thương quá. Đây là phía sau. Ủa? Ở phía sau là chỗ có nghe ngon cả nhà. Là Trường Dương lên chánh điện. Chánh điện đẹp lắm cả nhà. Wow. Chánh điện chùa đây Tà Xúa cả nhà. Rất là đẹp luôn ha. Lần đầu tiên Trường Dương ghé chùa đây Tà Xúa luôn. Wow, chánh điện đẹp quá. Phật trên chánh điện này cả nhà. Bữa khánh thành Trường Dương không có đi được nên không biết đường vô luôn cả nhà. Hôm nay thì vô tình đi lạc nha. Rồi ghé chùa ghi hình cho cả nhà xem luôn. Những bức tượng ở trên đây cực kỳ đẹp nha cả nhà. Rất là nổi luôn nha. Tượng trên đây rất là nổi nha cả nhà. Không biết vẽ sao mà nổi quá trời nổi. Nhất là bức tượng này nè cả nhà. Nhất là bức tượng này nè nổi lắm. Quá đẹp. Ở đây nữa nè. Quá đẹp đấy nha. Ở trên đây vẽ sao hình nó nổi ra luôn vậy. Rồi chá sáng rồi. Trong chánh điện rất là đẹp nha cả nhà. Thì hình ở trong đây á, toàn bộ mấy tấm hình trên đây vẽ rất là nổi luôn, như 3D luôn. Còn phía sau đó là nhà ghe nha cả nhà. Thì sẵn tới đây thì Trường Dương đi thăm chiếc ghe ngon của chùa Bến Tôm luôn ha. Cái này ở trên chánh điện nhìn xuống ha. Chánh điện nhìn xuống cả nhà. Ở dưới thì đang làm lễ gì tôi không biết, có hình như là cái gì rút đèn ha, thả đèn nước vô tiếp ha. Ở đây Trường Dương ra hình ra sao ghi hình chiếc ghe ngon các cả nhà. Vô tình hôm nay Trường Dương đến được chùa Bến Tôm
chị ghi hình cho cả nhà xem cây ngô chụp hết tôm luôn. Ở đó giờ không biết đường vô, nghe anh em tập mà cũng không biết đường vô để mà ghi hình cho cả nhà xem. Bây giờ thì lỡ rồi khám phá luôn cả nhà. Hôm nay thì Trường Trương khám phá đường mới luôn. Ghe đặt ở phía sau hết cả nhà. Chỗ này chắc chỗ tập đó. Chỗ tập của mấy anh em tập trên dòng nước ha. Rồi bây giờ Trường Trương sẽ vô trong nhà ghe. Thì nhà ghe này gần mé sông luôn cả nhà. Ở đây có anh thợ đang sửa ghe. Anh thợ đang sửa ghe ha. Còn Trường Trương sẽ ghi hình chiếc ghe ngò năm ngoái thi cho cả nhà xem ha. Đấy, bây giờ ngủ sáng rồi. Đây cũng là hổ màu xanh số 18. Thi đấu luôn chứ không có sửa rồi, sửa thì Duyên thấy đang sửa chiếc ghe kia. Đây là ghe ngon của chùa, đây là chúa rồi các bạn. Phía sau ha, thì cũng chắc Trường Duyên nghĩ là chắc phải chắc chai lại các bạn. Ở ngoài ánh sáng nó hơi bị chá, ở bên đây quay rõ hơn nè. Hoa văn của ghe ngô chùa bê tông ha. Ủa đây tà xúa, xin lỗi. Mới đi bê tông mới nói bê tông. À xin lỗi, là đây là ghe của đây tà xúa cả nhà. Đi hai chùa có chuyện vui nói lộn, cả nhà thông cảm nha. Đây hoa văn thì chỗ này chuyện vui thấy nước thì chắc có thể chắc chai lại cả nhà. Hoa văn rất là đẹp á. À, cần câu màu đỏ. Đây là ghe ngon của chùa đây là xúa nha. Nói hồi nói lộn. Đây qua văn thì Duyên sẽ ghi hình dài dài ra phía trước cho các nhà xem. Văn rất là đẹp luôn. Cần câu thì quá khủng khiếp luôn. Cần câu bự lắm nha các nhà. Cần câu rất là bự. Ghe gần rất mới nha các nhà. Ghe còn rất mới. Đưa hết buổi sáng các nhà. Mời mò đường đi ra nữa các nhà. Hình con hổ màu xanh ha, quá đẹp ha. Nhà ghe cuối có thể cứng không ta? Cứng không đến nổi đó. Đây Trường Duyên đi qua cái cầu rồi cả nhà ơi. Đây cái đầu ghe ha, còn rất là đẹp á cả nhà ha. Giờ Trường Duyên đi qua cái cầu này để qua bên kia đó, qua được rồi. Rồi quay lại cái đầu ha cả nhà. Phía này em này đang sửa chiếc ghe này. Chiếc ghe này chắc ghe cũ quá. Đang sửa chiếc ghe cũ lại nha cả nhà. Đang sửa lại ra phía sau đó. À thì chứ không phải là đang sửa mà xúc đuôi thì sửa nha cả nhà. Còn cái này là cạo ra để chét chai nha cả nhà ha. Ghe này chắc để tập đó cả nhà. Ghe đó chắc để tập đó cả nhà. Rồi đây là nhà ghe của ghe ngò tên tà xúa.
quá đẹp. Để Trường Dương chụp tấm hình. Đây gần mé sông cả nhà. Ghe ở đây gần mé sông. Xuống ghe cũng rất là dễ luôn cả nhà. Ha, gần rất sát mé sông luôn. Trường Dương tham quan hết dòng nhà ghe của chùa Đê Tà Xúa. Bây giờ Trường Dương đi vòng ra phía trước coi mấy sư đang làm gì. Trường Dương thấy có mấy cái đầu chằn đó cả nhà, nghe nói là làm lễ rồi rô tiếp gì đó rồi sau qua chết rồi. Dạ, còn cho con xin qua. Cho con xin qua chỗ này chút. Con đi lỡ đi hướng này rồi. Cho con xin qua chỗ này chút. Rồi. Thì đến chùa Đê Tà Xúa, Trường Dương ghi hình một dòng chùa cho cả nhà xem. Rồi ghi hình chánh điện, ghi hình ghe ngò cho cả nhà xem ha. Bây giờ thì Trường Dương lại xem cái này cái. Chỗ này cũng chỗ này đang cúng hay cái nhà đang làm gì đó, chuẩn bị chấm xà dâm ha, nạ ha. Ơi thì Trường Dương xin kết thúc video tại đây. Trường Dương xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ha.